vầng trăng tròn tỏa sáng vào rằm tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu, một truyền thống của các dân tộc Á Đông, đều được người người ở mọi lứa tuổi đón mừng, hân hoan trong niềm vui thánh thiện của tuổi thơ và nét đẹp rạng rỡ của nàng hàng Nga, Diễm Kiều trên cung quả. Trong nhiều dịp Trung Thu, Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng hội viên chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới, cũng như các văn nghệ sĩ thân hữu trong những buổi liên hoan đặc biệt, đã quây quần trong bầu không khí nồng ấm thương yêu của Tết Nhi Đồng. Ngài cũng đã ngẫu hứng hát những ca khúc âu lạc vui tươi với chủ đề trăng trong nhiều buổi họp mặt khác nhau. Kính mời quý khán giả thân mến thưởng thức trong chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Một bài hát đã đi vào lòng người như một khúc nhạc đồng dao bất hủ, đó là bài Thằng Cuội, mãi mãi còn in đậm trong tâm hồn tuổi thơ âu lạc. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ô một mối mơ. Nét đẹp của vầng trăng rạng rỡ gợi niềm ước mơ trong sáng của trời thơ được lên thăm thế giới đầy huyền thoại giữa mùa trăng. 15 tháng 8 trời cho một ông trăng sáng thật to. Các em thích cười, muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang. Bóng trăng trăng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối. Xuống đây
mượn cái thằng, nàng cho mượn cái thằng. Người lắm tháng tám trời cho, một ông trăng sáng thật to. Các em thích người muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho mượn. Cùng trong ánh sáng cười vui, chị em ta hãy đùa chơi. Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây, sáng vội chân rồi, sáng vội xuống đây, sáng vội xuống đây. Cho mượn cái thang, nàng cho mượn cái thang. Người lắm tháng tám trời cho, một ông trăng sáng thật to. Các em thích người muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang, cho mượn cái thang. Cứ hỏi ông trời là cho mượn cái thang, là cho mượn cái thang. Hay thiệt, không hay là muốn làm cho cái ngã của sư phụ nó nổi vậy. Đặng quý vị cười chơi. Hả? Hay thiệt. Nó náo nhiệt là nó hay ha. Không cần biết. Nè, niệm anh câu là mấy vị tốt của Tùng mà. Hả? Tiếng Anh gì? Ok. Trung thu là mùa hành ngô, là trời xanh trăng sáng, là sương thu ảo mộng, là thu sạc sào. Tấm lòng mọi người như mở rộng ra cùng thiên nhiên, cùng đất trời, để ca hát vui đùa cùng ánh trăng dịu dàng, huyền ảo. Trung thu về cầm tay nhảy múa ánh trăng vàng, mùa ca hát chúng ta vui đùa, ta quây quần cùng nhau đón kết nối dây, vui vui lên ánh trăng cùng vui. Trung thu về cầm tay nhảy múa ánh trăng vàng, mùa ca hát chúng ta vui đùa, ta quây quần cùng nhau đón kết nối dây, vui vui lên ánh trăng cùng. Trung thu về cầm tay nhảy múa ánh trăng vàng, mùa ca hát chúng ta đùa, ta quây quần cùng nhau đón kết nối dây, vui vui lên anh trăng cùng vui. Ngày rằm tháng giêng
là ngày của những hồi hè mùa hạ ca vui. Trong truyền thống của dân tộc, trong không khí của thủa đất nước thanh bình, mùa trăng sáng của tháng giêng là mùa của lễ hội, của tiệc tùng, của thanh niên thiếu nữ trong chơi. Qua hồi trăng rằm, ta hình dung được một quê hương của những ngày tháng yên vui, thành trì. Treo lên quan đốc, ngồi gốc ngồi à cây đa rằng tôi đi. Ai xuôi ôi à tính tang tình rằng cho đôi mà mình gặp mà xem hồi cái đêm trăng rằm rằng thôi đi ôi à cây đà, thôi đi ôi à cây đà. Che che cho cô mà mình đội xem hồi cái đêm trăng rằm rằng tôi đi ôi à tháng giêng. Vài nâu mây áo kia áo ôi à năm ta rằng tôi đi. Tình rằng cho anh chàng mặc xem hồi cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi à sang trăng rằng tôi lý ôi à sang trăng. Trèo lên quan dốc, ngồi gốc ngồi à cây đa rằng thôi lý ôi à cây đa. Ai xuôi ôi à tính tang tình rằng cho đôi mà mình gặp xem hồi cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi à cây đà. Che che đàn non kia non ôi à ba tầm rằng tôi lý ôi à ba tầm. Ai đàn tính tang tình rằng cho cô mình đội xem hồi cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi à tháng giêng. Vài nâu mây áo kia áo ôi à năm ta rằng tôi lý. Ai mây ôi à tính tang tình rằng cho anh chàng mặc xem hồi cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi à sang trăng tôi lý ôi à.